Xin chào các bạn, đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu tại Hoa Kỳ, ngày 15 tây tháng 1 năm 2021 và trong thời điểm này chúng ta thấy được là giá Bitcoin đã đi xuống tới cái mức là 35.900, có nghĩa là khoảng 36.000 thì đây là một cái đợt điều chỉnh trong thời gian ngắn hạn của Bitcoin chúng ta thấy được là Bitcoin đó ngày 14 tây như là ngày hôm qua đã lên tới cái mức là 40.000 bây giờ ở cái mức là chúng ta thấy là xuống thấp nhất cái đây vài tiếng đồng hồ chúng ta nhìn vào biểu đồ đến giờ thì cái tay khoảng chừng là 4 tiếng Bitcoin xuống còn 34.000 đô thì các bạn thấy được là chúng ta tính từ cái đỉnh của ngày hôm qua cho đến thời điểm này thì chúng ta sẽ thấy được là Bitcoin có cái sự điều chỉnh lại là từ 40.000 chỉ còn có cái mức là các bạn thấy được là 34.000 cái là 4 tiếng đồng hồ thì xuống là 14% Đây là một cách nhìn Một cách nhìn khác nữa là chúng ta cần phải nhìn vào thời gian dài hạn hơn Và thời gian dài hạn ở đây chỉ là cách đây vài ngày thôi Các bạn thấy được là cách đây là 4 ngày Ngày 11 Tây thì chúng ta thấy được là cái giá Bitcoin đã gần chạm cái mức là 30.000 Thì từ cái mức này các bạn thấy được là lên tới thời điểm giá hiện bây giờ Thì chúng ta thấy Bitcoin đã hồi phục lại 19% Cho nên các bạn lo sợ khi Bitcoin điều chỉnh các bạn phải nhìn vào hai góc cạnh Chúng ta thấy được là một góc cạnh thì nhìn từ hôm qua tới giờ đã xuống phần trăm Nhưng mà góc cạnh khác cái đi 4 ngày thôi thì Bitcoin đã có sự tăng trưởng Các bạn đã thấy là từ 30.000 lên tới mức hiện tại là gần như là 20% tổng cộng các bạn thấy được đã lên tới cái mức là 19,67% và các bạn thấy được nhìn xa hơn nữa như thằng chia sẻ với các bạn đó để cho các bạn khi mà đầu tư thì chúng ta phải nhìn thời gian dài hạn hơn thì các bạn thấy được là nhìn dài hạn hơn thì Bitcoin có một cái đợt tăng trưởng rất là mạnh ở cái thời điểm hiện bây giờ đây là cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn và mặc dù là Bitcoin giá cả lên xuống hàng ngày nhưng mà chúng ta thấy được là nhìn vào cái tình hình tổng quát đó các bạn thấy được là Bitcoin vẫn tiếp tục tuy theo cái xu hướng đó chính là cái mô hình stock to flow đây là một cái mô hình mà thường đã chia sẻ trong cái video lần đầu mà thường chia sẻ là năm 2019 hồi hè của năm 2019 video 371 lúc này đó là giá của Bitcoin xoay quanh cái mức là khoảng 8.000 đô các bạn còn nên nhớ là Bitcoin đi trong phạm vi 80 đô rất là lâu trong năm 2019 và trong thời điểm này Thường đã chia sẻ với các bạn đó là cái biểu đồ stock to flow này sẽ chỉ được là Bitcoin sẽ lên tới 50.000 và sau đó sẽ lên tới 100.000 trong cái thời điểm là năm 2021 này. Và thời điểm đó đương nhiên là nhiều bạn là không có thấy là điều này là khả thi cho nên có rất nhiều người cảm thấy là không thể nào nhưng mà chúng ta đã thấy được là Bitcoin trong khoảng thời gian là hè của năm 19 cho đến bây giờ thì chúng ta thấy là Bitcoin đã lên từ 8.000 đô lên thẳng tới gần như 42.000 đô chỉ trong thời gian là vài tuần qua thôi. Thì đây là cái video mà thường đã chia sẻ kỹ hơn về cái mô hình stock Your flow này nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn chưa có theo dõi Thuần Capital trên các mạng xã hội đó thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là Facebook, Twitter và Telegram để các bạn có thể nhận được những cái thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và nếu như bạn là một trader, bạn đang tìm kiếm những cái dịch vụ liên quan đến tiền kỹ thuật số thì các bạn có thể lại tìm hiểu những cái thông tin bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital trong đó chúng ta có những ưu đãi như là các bạn có thể tham gia vào những sàn giao dịch như là SnapX, MT, Binance, Bybit, Coinbase những ứng dụng như là BlockFi, cryptocurrency và những ưu đãi các bạn có thể nhận được như là những bonus khi mà tham gia cũng như là giảm phí giao dịch khi các bạn đăng ký thông qua link của thuận capital và click bấm vào cái nút màu xanh lá cây này các bạn có thể đăng ký và group những hỗ trợ thì bên thuận sẽ cố gắng để mà trả lời những thắc mắc của các bạn khi các bạn sử dụng những cái dịch vụ này đây là những cái ưu đãi mà thuận muốn mang đến cho các bạn. Nói một cách đơn giản đó, đây là một cái mô hình mà tính giá của Bitcoin dựa theo sự khan hiếm của Bitcoin Có nghĩa là chúng ta thấy là mô hình này là một cái mô hình mà nhiều người dùng để mà tính giá trị của những cái tài sản như là vàng Những tài sản mà có cái sự khan hiếm đó thì mô hình Stock to Flow này cho các bạn thấy được là nếu như mà cái sự ra đời của những Bitcoin mới đó Với cái tình hình bây giờ thì so với cái giá cái lịch sử đó thì giá Bitcoin sẽ đi như thế nào Thì chúng ta thấy được cái đường mà màu xám bên dưới đó đó chính là cái chuẩn đoán giá của Bitcoin và Chúng ta thấy được là cái mô hình này chẩn đoán là cho tới khoảng chừng hè của năm nay, tháng 5 thì giá Bitcoin sẽ lên tới là 100.000 đô và trong lịch sử của Bitcoin các bạn thấy được là Bitcoin đi theo xu hướng này. Những cái mà chấm mà có màu này chứ bạn có đã biết đây chính là những cái giá cả của Bitcoin và khi mà các bạn thấy được là những cái dấu chấm này có khi rời khỏi cái đường màu xám này có thi là rời khỏi là đi lên có thi là đi xuống nhưng mà trong thời gian dài hạn các bạn thấy được là vẫn tiếp tục đi theo cái mô hình này cho nên đây là một mô hình mà rất nhiều người quan tâm đến một mô hình mà được chia sẻ rất nhiều bởi Plan B một trong những nhà phân tích mà rất nhiều bạn biết tới trong thị trường Bitcoin này và các bạn thấy được là chúng ta mặc dù là lên xuống hàng ngày nhưng mà cái tin thì bây giờ các bạn thấy được là giá Bitcoin vẫn tiếp tục đi theo xuống của mô hình này vẫn tiếp tục trên con đường đi đến 100.000 đô từ đây cho đến tháng 5 vừa tham môn tốt to Flow này Đây là một cái mô hình mà ai cũng đang chờ đợi coi coi là cứ tiếp tục như vậy thì có phải là Bitcoin sẽ tiếp tục đi theo mô hình này mà không Và mô hình này nếu cứ tiếp tục các bạn sẽ thấy được là sẽ chẩn đoán là giá Bitcoin sẽ lên tới cả triệu đô la Vào cái thời điểm là các bạn thấy là đợt tăng trưởng kế tiếp là năm 2025 sau cái Bitcoin Halving của năm 2024 đây là tình hình của Bitcoin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn Và chúng ta nhìn chung thị trường thì trường refresh lại thì đương nhiên Bitcoin xuống các bạn sẽ thấy được là rất nhiều những cái altcoin sẽ tiếp tục đi theo xuống cái Bitcoin Nhưng mà chúng ta cũng thấy có một số những cái altcoin có sự tăng trưởng trong vòng 24 giờ đồng hồ vừa qua Cho nên trên thị trường nó cũng có một số những màu xanh các bạn thấy được là những đồng như là Polkadot, Binance Coin, Neo, Adam thì có sự tăng trưởng vân vân Và chúng ta nhìn vào những con số kỹ càng hơn thì chúng ta có thể uh, nhìn vào cầu thì các bạn thấy được là Bitcoin tuy là trong vòng 24 giờ qua thì xuống 6,6%, nhưng mà Ethereum thì cũng xuống 2,9%, ít hơn là Bitcoin vẫn là trên 1.100 đô thời điểm này. Tether chúng ta không nói tới, XRP thì xuống 3,6%, Polkadot lên 7,1%, Cardano không có thay đổi trong vòng 24 giờ vừa qua, Litecoin thì xuống 5,1%, Bitcoin Cash uh, thì các bạn thấy được đã đi xuống là 5,3%, Chainlink tăng 20%. Núi bây giờ có rất nhiều bạn. Rất thích tầm challenge cho nên chúc mừng các bạn. Stellar Lumen thì xuống 3,7%. Đây là chúng ta nói tới những đồng lớn thì chúng ta nhìn vào những cái đồng mà di chuyển nhiều nhất trong vòng 24 giờ vừa qua thì các bạn thấy được là IOST tiếp tục có sự tăng trưởng là tăng 61%, Curve DAO Token tăng 48%, Cosmo tăng 27%, Avelink tăng 20%, Chainlink tăng 20%, Band Protocol tăng 18%, Sushi tăng 16%, có rất nhiều những đồng DeFi đã có cái sự tăng trưởng trong vòng 24 tiếng hồi vừa qua. Thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm qua liên quan đến là cái xu hướng của DeFi uh, được chia sẻ bởi Brian Brooks và có một cái tin tức không được tốt lắm đó chính là chúng ta đã nhận được những thông tin là Brian Brooks có nghĩa là người dẫn đầu của OCC hiện bây giờ một trong những người mà rất là thân thiện với thị crypto này trước đây là làm việc cho công ty Coinbase đó, thì Brian Brook sẽ rời khỏi chức vụ của mình là người đứng đầu của OCC, có nghĩa là các ban quản lý ngân hàng của Hoa Kỳ. chúng ta không biết được là chính phủ Biden sẽ đưa ai đi giữ chức vụ đó. Đây là một chuyện điều mà mọi người đang chờ đợi. Các bạn cũng đã thấy là đối với chính phủ Biden thì sự lựa chọn cho bộ trưởng bộ tài chính đó chính là Janet Yellen là một người mà không thích cũng không có ghét hình crypto này chỉ nói là thì crypto này là không có liên quan đến thị trường tài chính nói chung cho nên không cần phải quản lý còn chúng ta thấy được là cái người mà được lựa chọn để có thể là lãnh đạo SEC đó là Gary Gensler người này là một người mà rất có sự hiểu biết liên quan tới chuyện crypto này tôi đã chia sẻ trong cái video ngày hôm qua nhưng mà nào mà muốn biết thêm thì hãy bấm vào cái video ngày hôm qua để hiểu rõ hơn và chúng ta thấy được đó là khi mà chúng ta nhìn vào cái sự lên xuống hàng ngày thì chúng ta có thể thấy là hàng ngày có ngày lên có ngày xuống nhưng mà các bạn muốn nhìn vào cái thời điểm xa hơn đó thì các bạn có thể bấm vào explore all Coins trên coin gecko thì chúng ta thấy được là cái sự lên xuống trong vòng 30 ngày vừa qua thì các bạn thấy là bitcoin các bạn nhìn vào hàng ngày thì các bạn thấy được là cái sự lên xuống hàng ngày các bạn làm quen với giá cả hàng ngày nhưng mà khi các bạn nhìn vào thời gian xa hơn và xa ở đây đó là các bạn thấy được thị trường crypto nó di chuyển rất là lẹ cho nên trên thị trường tài chính ấy, thì thời gian mà xa hạn đó thì các bạn nói tới là 2 năm tới 5 năm đó gọi là trung bình hạn nhưng mà các bạn thấy được là crypto này di chuyển rất là nhanh 30 ngày 60 ngày 6 tháng thôi thì đã coi như là cả mấy năm trong thị trường bình thường rồi tại vì các bạn thấy được là Bitcoin trong vòng 30 ngày qua thì đã tăng 85% rồi Ethereum các bạn thấy được là XRP thì xuống 40%, chúng ta cũng biết là tại sao Polkadot tăng 151%, Cardano 94%, Litecoin 72%, Bitcoin Cash 66%, Chainlink 56% và Stellar Lumen tăng 68% cho nên các bạn thấy được là khi các bạn nhìn vào giá cả hàng ngày đó thì dễ bị cái cảm xúc là lo sợ hay là tham lam chiếm lĩnh cái hành động của mình nhưng mà khi mà các bạn nhìn vào xa hạn hơn thì các bạn đã thấy được cái xu hướng là như thế nào ngày hôm nay đi xuống 6% cũng không hề hứng gì trong vòng 30 ngày qua bitcoin đã tăng lên tới 85% rồi đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn và chúng ta có rất nhiều những thông tin thú vị và quan trọng tôi cần phải chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay thì trước khi mà chúng ta nói tới một số những cái thông tin nổi bật ngày hôm nay thì có một điều tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là chúng ta thực sự là muốn thấy Bitcoin đi trong cái phạm vi là từ 35 tới 40 ngàn một thời gian dài hạn hơn. Để làm gì? Để chúng ta thấy là những cái chỉ số có thể ngồi là một chút và chỉ số nào và đặc biệt nhất là cái chỉ số mà chúng ta thường hay nói đến đó chính là cái chỉ số NUPL đây là một cái chỉ số mà báo hiệu cho chúng ta biết là chúng ta đã tới đỉnh hay là chưa mỗi lần mà các bạn thấy là cái đường mà có nhiều màu này đó đi vào dùng màu xanh dương thì đây là dấu hiệu chúng ta đã tới đỉnh của đợt tăng trưởng rồi các bạn thấy được là trước đây thì đây là một dấu hiệu rất tốt cho các bạn thấy là chúng ta đã đi vào thời kỳ đỉnh rồi và cái đợt tăng trưởng này đó đi quá nhanh đến nỗi mà các bạn thấy được là cái đường mà màu xanh lá cây này đi lên liên tục và gần muốn như là đi vào dùng màu xanh dương và đó là điều mà chúng ta chưa muốn tại vì chúng ta chưa muốn là đỉnh ở cái mức mà thấp như vậy chỉ có là ba mươi mấy bốn mươi ngàn mà thôi chúng ta muốn thấy giá bitcoin có cái đỉnh cao hơn và điều đó chỉ có thể xảy ra khi mà chúng ta thấy được là cái đường màu xanh lá cây này điều chỉnh lại đi xuống thêm nữa và nếu được thì đi xuống cái vùng mà màu vàng đậm này để chúng ta thấy là chúng ta còn nhiều khoảng cách để có thể có thêm sự tăng trưởng tới tiếp cho nên chúng ta rất cần nhiều người hơn không có lời ở cái mức này Chúng ta cần Bitcoin đi hàng ngang ở mức này một thời gian dài hạn để có thể là cái chỉ số này ngủ lại một chút Cái đợt mà đi xuống giá vừa qua đó thì các bạn thấy là tuy là chúng ta thấy là xuống giá nhiều từ 42.000 xuống còn gần có 30.000 Nhưng mà chúng ta thấy là cái đường NUPL này điều chỉnh chỉ một chút mà thôi Đây là cái tài liệu liên quan tới NUPL mà chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi Bây giờ tôi nói tới một cái thông tin khác đi thì cái tiền vài ngày tôi có chia sẻ với các bạn một cái thông tin chính là thông tin liên quan tới công ty Rayscale thì chúng ta cũng đã biết là tại vì trong thời gian gần đây cái nhu cầu đi mua crypto quá nhiều cho nên công ty Scale đã ra quyết định là không chấp nhận những cái khách hàng mới và chúng ta cũng đã biết là cách đây 3 ngày thì công ty Rayscale đã mở cửa trở lại và chấp nhận thêm khách hàng Thì chúng ta thấy được công ty Rayscale này đó là một công ty mà họ chuyên là đi mua crypto, họ mua Bitcoin, Ethereum vân vân Và sau đó họ lưu trữ cho một cái quỹ đầu tư sau đó họ sẽ bán cổ phần của quỹ đầu tư đó cho những nhà đầu tư đây là cách mà đầu tư gián tiếp vào trong thị trường crypto này mà những nhà đầu tư có tiền hay làm và các bạn thấy được là công ty Rescale này đó có quá nhiều khách hàng đến nỗi mà họ phải ngưng không cho chấp nhận thêm khách hàng mới tại vì họ không có còn cổ phiếu để mà bán thì các bạn thấy là gần đây cái đây ba ngày họ đã mở trở lại để mà chấp nhận thêm khách hàng mới và các bạn thấy được một điều là họ chấp nhận khách hàng mới cho quỹ đầu tư Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Horizon, Litecoin, đó là Lumen, Zcash và cái quỹ đầu tư hỗn hợp như là quỹ đầu tư Large Cap Fund thì chúng ta thấy được là có hai đồng mà không chấp nhận thêm người đầu tư mới trước hết rất đặc biệt đó chính là Ethereum thì tại sao họ lại không chấp nhận người đầu tư mới cho quỹ đầu tư Ethereum tôi nghĩ là cái lý do tại vì họ không còn Ethereum nữa họ phải có thêm Ethereum mới có thể là có thêm cổ phần để mà bán cho mọi người bây giờ chúng ta thấy là Ethereum đã được thu mua rất là nhiều và đây cái trường hợp mà không phải chỉ mới xảy ra mà chúng ta thấy là cái trường hợp này đã xảy ra một thời gian rồi cho nên chúng ta thấy là Ethereum càng ngày càng biến mất ở trên những cái sàn giao dịch và công ty Rayscale thường nghĩ cũng không ngoại lệ họ đang gặp khó khăn để mà mua thêm Ethereum cho nên cái nhu cầu của Ethereum rất là lớn các bạn thấy được là nếu như công ty Rayscale mà đang đi săn lùng mua Ethereum thì giá cả sẽ thế nào và thứ nhì các bạn thấy được một đồng khác mà không có chấp nhận bây giờ đó chính là đồng XRP thì chúng ta cũng đã biết là công ty Grayscale đã ra quyết định cách đây là vài ngày là không có tiếp tục cái quỹ XRP này nữa có nghĩa là cái số tiền này đó mà trên quỹ XRP họ sẽ bán và trên thông báo họ sẽ dồn tiền vào những cái quỹ như là Bitcoin, Ethereum vân vân và những người khách hàng nào mà muốn lấy tiền lợi họ sẽ trả tiền lợi cho khách hàng đó và các bạn đã thấy được là đồng XRP này đã bị loại bỏ cái đây là hơn một tuần trong cái quỹ đầu tư hỗn hợp nhưng mà cái đây cũng chừng là bao bốn ngày đây ra thông báo là họ sẽ loại bỏ luôn đồng XRP trong quỹ XRP Trust đây là thông tin mà thường muốn mang đến cho các bạn